Keller là sát thủ số 1 của nước Pháp, chẳng cần biết mục tiêu như thế nào có đáng thương hay không, chỉ cần nhận đủ tiền là anh ta sẵn sàng lên kế hoạch giết người. Cầm khẩu súng bắn tỉa trên tay, Keller theo dõi mục tiêu với vẻ mặt lạnh như băng, ngay cả khi Bob có kết liễu sinh mạng của họ thì ánh mắt đó vẫn chẳng hề biến sắc. Cứ như vậy anh nhận được vô số hợp đồng béo bở, nhưng không hiểu do ăn quá nhiều chân gà nướng muối ớt hay sao mà khi thực hiện một nhiệm vụ quan trọng tay của anh lại run lên bần bật, khiến nam chính bắn hụt mục tiêu, thấy mất đi cơ hội tốt nhất, Keller liền chim én khỏi hiện trường. Ai ngờ thất bại có một lần duy nhất thôi mà tổ chức lại lật kèo muốn xóa bỏ anh để bịt đầu mối. Liệu nam chính có thoát khỏi sự truy sát của tổ chức hay không? Và anh sẽ làm gì để báo thù bọn chúng? Xin mời cả nhà cùng với mình xem bộ phim siêu bánh cuốn này nhé! Keller là một sát thủ chuyên nghiệp ẩn mình trong vẻ ngoài của một gã đàn ông lịch lãm. Mỗi khi thực hiện nhiệm vụ anh đều bình tĩnh chờ đợi thời cơ chín mùi thì mới ra tay. Đi giết người mà tinh thần thoải mái chẳng lo lắng gì cả. Hết nghe nhạc rồi lại tập thể dục chống đẩy nâng cao sức khỏe, để lỡ có bị phát hiện thì nhanh chân vọt lẹ. Đầu tiên anh lấy ống nhòm ra quan sát xung quanh, sau đó ngắm hai lá phổi khổng lồ của em gái xinh đẹp đang ngồi cà phê bên dưới rồi xác định khoảng cách từ nơi mình đứng đến chỗ mục tiêu. Đang lắp ráp hàng nóng thì bất ngờ có người gõ cửa, hóa ra đó chỉ là một shipper đến giao hàng mà thôi, cũng may ông ta chỉ ném đồ xuống đất rồi bỏ đi. Chứ chui vào thêm một bước nữa thì chắc chắn sẽ được Keller bế lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi, sau đó anh nhanh chóng quay về với vị trí ban đầu. Tuy bản thân là tay sát thủ bắn tỉa nhưng nam chính lại thích tiếp cận mục tiêu với cự ly gần hơn, bởi vì nếu dùng súng dễ để lại bằng chứng tại hiện trường. Còn hạ độc hoặc dàn dựng cái chết êm đẹp thì rất khó để phát hiện, không những vậy nó còn cho anh cảm xúc thú vị hơn nhiều. Tối hôm đó cuối cùng mục tiêu của Keller cũng đã xuất hiện. Anh lập tức lôi khẩu súng ra lắp ráp rồi từ từ nâng chiếc bàn lên cao, sau đó mở cửa sổ ra tránh làm vỡ kính gây chú ý, thậm chí còn cẩn thận đến nỗi dùng thuốc nhỏ mắt để nhìn cho rõ. Xem ra con mồi lần này khó thoát khỏi cái kết bi thảm, lão già ở tòa nhà đối diện vẫn chưa biết thần chết sắp ghé thăm. Lúc này ông ta đang chuẩn bị chiến đấu với một con quái vật ba đầu đầy nóng bỏng, nam chính quan sát mục tiêu chờ đợi thời cơ ra tay, nhưng đã là đàn ông đích thực thì phải nhìn ngược đầu tiên. Thấy cấn cấn trong quần anh liền chấn chỉnh lại bản thân không được mất tập trung. Ngay khi khóa được lão già anh liền nổ súng, ai ngờ con chim sơn ca lại bất ngờ dựng lên đúng lúc khiến anh bắn nhầm mục tiêu. Thấy có mùi nguy hiểm, vệ sĩ của ông ta lập tức kéo màn lại. Vậy là chúa tể làm màu ông hoàng rảnh rỗi đã thất bại trong nhiệm vụ lần này. Keller nhanh chóng tháo khẩu súng ra cất vào ba lô còn không quên nhặt luôn vỏ đạn dưới đất. Chưa đầy một nốt nhạc anh đã thu gom xong mọi thứ. Chắc là do lần đầu thất bại nên lúc mở khóa xe có chút bối rối. Cũng may ngay khi anh vừa tăng ga đá số rời đi cũng là lúc cảnh sát có mặt tại hiện trường. Để phi tang chứng cứ, nam chính đã ném khẩu súng vào một chiếc xe rác gần đó, rồi nhanh chóng chạy vào trong một cửa hàng tiện lợi tắm rửa cạo râu sạch sẽ và thay một bộ đồ khác. Còn không quên xịt khử mùi hôi nách trên cơ thể, cuối cùng là bắt taxi đến sân bay để đánh bài chuồn. Trong lúc check-in, anh gọi điện báo cáo cho tổ chức rằng nhiệm vụ đã thất bại, nghe xong cấp trên liền nổi nóng muốn nam chính thực hiện lại vụ ám sát. Anh thừa biết nếu quay lại đó thì chẳng khác nào tự chui đầu vào giọ, vì vậy sau khi kết thúc cuộc gọi anh liền tháo SIM ra rồi đập vỡ chiếc điện thoại. Ngay khi thấy một người đàn ông khả nghi trên máy bay, Keller liền để ý đến hành tung của hắn, anh nghi ngờ đối phương cũng là một sát thủ chuyên nghiệp giống như mình. Để tránh bại lộ hành tung, nam chính đã thay đổi chuyến bay trễ hơn dự kiến rồi thuê một khách sạn nghỉ lại qua đêm. Không những vậy anh còn cẩn thận cài chiếc ly lên tay nắm cửa. Chỉ cần có người đột nhập sẽ phát ra tiếng động ngay lập tức. Sau một đêm không có động tĩnh gì, anh liền ra phi trường bay đến Cộng hòa Dominica. Vừa xuống sân bay đã có người chuẩn bị sẵn cho anh một chiếc xe Jeep, nhưng khi tới nơi ẩn náu anh lại phát hiện có dấu chân và tàn thuốc lá. Cảm giác có kẻ đang theo dõi mình, nam chính liền rút súng lao như điên vào bên trong. Quả nhiên dưới sàn nhà hay trên tường đều bê bết vết máu. Biết có chuyện khủng khiếp vừa xảy ra nên Keller liền nhặt điện thoại lên gọi cho ai đó. Hóa ra Sophie, người yêu của nam chính, đã bị kẻ xấu đột nhập vào nhà tấn công. Cũng may anh trai của cô ấy đến kịp nên Sophie mới giữ được mạng sống. Henry nghi ngờ đây không phải là một vụ cướp thông thường, bọn chúng có hai người. Một tên đàn ông cao to vạm vỡ cùng một cô gái gầy trơ xương. Chúng lái một con xe taxi màu xanh lục, sau đó ra tay vô cùng hung ác nhưng lại không giết chết Sophie. Trong lúc phản kháng, cô ấy đã đâm được một nhát vào đùi của gã đàn ông. Đây dường như là một lời cảnh cáo của chúng đối với nam chính. Lúc này thì Sophie cũng đã tỉnh lại, mặc dù không biết người yêu mình làm nghề gì nhưng cô biết bọn chúng đến đây để tìm anh. Đối diện với những đòn tra tấn gần như chết đi sống lại, cô vẫn nhất quyết không khai bất cứ điều gì. Nghe xong, Keller cảm động rơi nước mắt, anh thề rằng bọn chúng sẽ phải trả giá cho chuyện này. Nói rồi anh quay về nhà đào đất chuẩn bị lỗ huyệt cho mình trước, à nhầm, đào đất để lấy hàng nóng lên. Không hiểu mấy ông sát thủ cứ thích giấu đồ nghề dưới đất làm gì cho mất công. Tiếp theo, nam chính mang theo tiền và mấy chục cuốn hộ chiếu lên đường trả thù. Đầu tiên anh tìm kiếm chiếc xe taxi màu xanh giống như mô tả. Tối đó anh mò đến chỗ điều hành hãng taxi uy hiếp quản lý rồi bắt đầu tìm danh sách người đã lái xe chở hai tên sát thủ. Rất nhanh đã xác định được tài xế đó tên là Leo. Keller lấy ít tiền lẻ để ngụy tạo đây là một vụ cướp thông thường nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Sáng hôm sau anh đóng giả thành một hành khách rồi leo lên chiếc taxi của thanh niên trẻ tuổi kia. Còn chưa ngồi ấm, chỗ nam chính đã móc khẩu súng đen 21cm của mình ra khiến cho đối phương sợ phọt cả chu bin ra quần. Leo tưởng Keller là một tên cướp nên nhanh chóng lấy chiếc ví ra để bảo toàn tính mạng, nhưng tiền anh không thiếu.
Cái anh cần là thông tin của hai hành khách mà chú mày đã chở đến một căn biệt thự vào 3 ngày trước. Leo không dám che giấu vội khai ra toàn bộ mọi thứ. Người đàn ông hôm đó to cao trông cứ như chó điên, còn người phụ nữ rất dễ nhận biết với thân hình trước sau như một. Thanh niên tóc xù chỉ biết bọn chúng đã ép mình đưa đến một căn biệt thự trong rừng, sau đó chúng vào trong nhà khoảng một tiếng rồi quay lại kêu trở ra sân bay với số tiền hậu hĩnh. Anh tài xế còn nhớ rằng chân của gã đàn ông chảy rất nhiều máu trên xe của mình. Nghe xong, ánh mắt của Killer đầy vẻ thất thần. Anh móc súng ra không nói tiếng gì liền bắn tài xế bay màu. Của người ta có làm gì đâu mà chơi ác ôn côn đồ vậy. Biết phải tìm kẻ đã làm hại người yêu của mình ở đâu nên nam chính nhanh chóng bay đến New Orleans để gặp Hodges, một gã luật sư da đen. Hắn ta là trung gian giao nhiệm vụ cho các sát thủ như anh. Tới nơi, Killer phải đóng giả làm nhân viên vệ sinh môi trường vì tòa nhà mà tên luật sư ở được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Đợi khi người đưa thư ra khỏi văn phòng, anh liền lấy chân chặn cửa lại. Sau đó cầm súng xông vào trong phòng hốt hết tất cả các thiết bị điện tử của cô thư ký. Hodges vừa nhìn qua đã biết kẻ nào dám liều mạng xông vào đây. Ông ta khuyên Killer vẫn còn sống thì nên khôn hồn cút khỏi đây và lão sẽ xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Gã luật sư còn hống hách nói việc Sophie bị tấn công chính là cái giá phải trả cho kẻ thất bại. Nghe xong, Killer không nói gì mà chỉ cầm súng bắn đinh ghim vài phát vào máy tính của lão. Thấy vậy, Hodges liền sợ teo cả trứng cút. Ông ta cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu trong quần nước đáy là biển rộng. Killer biết gã luật sư có lưu lại tài liệu nhưng vẫn cứng miệng không chịu khai ra. Thế là anh bực mình ghim cho lão ta vài phát vào ngực. Cô thư ký thấy vậy sợ không dám thốt lên lời. Nam chính rất tự tin vào thủ pháp tra tấn của mình. Một người già như gã luật sư thì sẽ chịu được trong vòng 7 đến 10 phút. Ai ngờ vừa nói dứt câu đối phương đã hẹo mất tiêu rồi. Biết người tiếp theo đang xuất khỏi trái đất chắc chắn là mình nên cô thư ký đã khai ra bản danh sách đó. Nhưng với một điều kiện là hãy để cái chết của cô trông giống như một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Bởi vì cô còn hai con nhỏ nên cần phải có tiền bảo hiểm để nuôi chúng. Killer không hoàn toàn là một kẻ sát nhân máu lạnh nên đã đồng ý yêu cầu của người phụ nữ. Đúng như giao kèo, cô thư ký đã đưa cho anh địa chỉ của đôi nam nữ hôm trước. Tiếp theo là tên khách hàng đã thuê người thủ tiêu anh. Lúc này thì người phụ nữ cũng không còn giá trị gì với nam chính nữa. Anh thực hiện đúng những gì đã hứa, đó là trao cho cô ta cái chết giống như một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Sau đó anh lên chuyến phà di chuyển trên biển để bón xác gã luật sư cho cá ăn. Chiếc xe cũng được anh tắm rửa sạch sẽ rồi tháo biển số giả vứt đi. Chuyến hành trình tiếp theo của anh là đến Florida để xử lý tên xã hội thâm đã hành hung bạn gái mình. Rất nhanh anh đã tìm thấy vị trí của hắn. Lần này thì mày xác định cỏ mọc xanh mộ rồi con ạ. Đêm đó anh đã mua một ít bả rồi lái Exciter sổ trái 72 độ pô xăng lửa đến nhà xích con chó của hắn đi. Sau đó nhẹ nhàng đột nhập vào trong nhà của tên xã hội thâm. Con cờ hó lúc này đã nằm thẳng cẳng rồi nên anh yên tâm vác hàng nóng đi trả thù cho bạn gái. Nhưng không ngờ hắn ta phát hiện có người đột nhập liền bất ngờ xông tới đánh lén Killer từ phía sau. Phải nói tên này không khác gì châu bò đầu thai. Bón hành cho nam chính ăn ngập mồm mà chẳng thể phản ứng lại. Hết quật chỗ này rồi lại ném chỗ khác nhìn mà thấy thương. Tuy nhiên Killer đường đường là sát thủ số 1 nước Pháp nên đâu phải dạng vừa. Anh chờ cho hắn lộ ra điểm yếu rồi mới phản công đánh trả. Tuy hắn khá to khỏe nhưng cũng chỉ là loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Anh nhanh chóng khóa cổ hắn rồi dùng móc sắt xiên cho mấy cái. Ấy vậy mà tên này vẫn thoát ra được, cầm súng định bắn anh. Ai ngờ bị nam chính đạp cho một phát ngã cắm đít vào thanh gỗ mất luôn cái trinh ngàn vàng. Hắn tức giận cầm súng xả đạn điên cuồng khắp nơi. Chỉ chờ có vậy, anh nhẹ nhàng cầm hàng nóng đứng sau cánh cửa tiễn hắn về với tổ tiên. Đúng lúc này con cờ hó ăn phải bả được sản xuất ở Trung Quốc nên đã tỉnh lại. Nó điên cuồng đuổi theo Killer để trả thù cho chủ nhân, nhưng nam chính đã nhanh chân chạy ra ngoài kịp thời đóng cổng lại. Sau khi lêu lêu con chó xong, anh liền phóng hỏa giúp căn nhà của tên xã hội thâm sáng nhất khu vực. Mục tiêu tiếp theo chính là người phụ nữ đã đi chung với hắn ta. Chờ từ sáng đến tối, cuối cùng người phụ nữ đó cũng xuất hiện. Quả nhiên đúng với miêu tả của anh tài xế là cô ta không khác gì bộ xương di động. Killer nhanh chóng bám theo chiếc xe của người phụ nữ, nhưng ngay khi có cơ hội thì anh lại không muốn giết ả vội. Tạm thời chơi trò mèo vườn chuột với cô ta một chút cho vui, người phụ nữ tóc bạc vào trong một nhà hàng dùng bữa. Còn anh ở bên ngoài lên sẵn kế hoạch ám sát. Ai cũng biết rằng khi một phụ nữ bị giết chết, nghi phạm hàng đầu luôn là chồng hoặc bạn trai. Mà nghĩ nhiều quá rất nhanh già nên Killer đã trực tiếp đến ngồi trước mặt ả ta. Đối phương thấy khẩu súng trong tay nam chính liền lập tức hiểu ra vấn đề. Tuy nhiên tóc bạc vẫn bình tĩnh mời Killer dùng bữa. Cô ta nói rằng chuyện bạn gái anh bị hành hung là do tên xã hội thâm kia làm. Còn cô đã ngăn cản nhưng hắn ta không nghe. Mặc cho tóc bạc có giải thích gì thì nam chính vẫn cứ như là một bức tượng. Trong mắt anh hoàn toàn không có chút cảm xúc nào. Cô thừa biết Killer đã có cơ hội giết chết mình nhưng không hiểu tại sao anh lại theo chân vào nơi này. Nam chính cuối cùng cũng chịu cất tiếng nói, anh bảo mình thích trò chuyện hơn là bạo lực, ấy thế mà khi ra ngoài đi dạo anh lại cầm súng bắn toác đầu con nhà người ta. Mục tiêu cuối cùng của Killer chính là gã khách hàng đã thuê người ám sát anh, lão ta là một nhà tài phiệt giàu nứt vách đầu tường. Vì muốn tiêu diệt đối thủ cạnh tranh nên lão đã thuê Killer làm điều đó, xui thay con chim sơn ca của anh hót đúng lúc khiến nhiệm vụ thất bại. Lão sợ sự việc bị bại lộ nên đã bỏ ra rất nhiều tiền tìm người giết anh bịt đầu mối, ngay khi biết gã tài phiệt thường xuyên tập gym tại một câu lạc bộ sang trọng. Anh liền đăng ký rồi tìm cách tiếp cận lão ta, đợi đến khi lão cất đồ vào trong tủ quần áo cá nhân rồi đi ra ngoài tập.
Keller lập tức chạy đến phá khóa rồi nhanh tay lấy chiếc thẻ chung cư của gã tài phiệt và sao chép lại. Tối đó anh lẻn vào nhà lão ta để chờ đợi. Mặc dù phát hiện có người lạ nhưng ông già này lại chẳng hề sợ hãi, có lẽ vì sống quá lâu trong thương trường đầy khắc nghiệt nên lão đã hóa thành một con cáo giả. Ngay khi thấy tấm giấy mà Keller đặt trên bàn, gã tài phiệt liền hiểu ra tất cả. Lão ngồi xuống rồi bắt đầu giải thích. Sau khi hay tin nhiệm vụ thất bại, ông ta đã rất bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Đúng lúc đó, tên luật sư da đen liền gợi ý về gói bảo hiểm để xóa sạch mọi dấu vết. Với một người vốn cẩn thận như ông ta thì việc đồng ý mua gói bảo hiểm là điều hết sức bình thường. Có điều gã tài phiệt chẳng thể ngờ rằng Keller lại có thể tìm đến đây. Biết đối phương không cố tình hãm hại bạn gái của mình nên nam chính cũng không muốn làm khó ông ta. Anh tha cho gã tài phiệt một mạng nhưng cũng đồng thời cảnh báo rằng nếu còn chơi ngu lấy số nữa thì không chỉ có lão mà toàn thể gia tộc của lão sẽ được bớ lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Xong việc, Keller trở về với Sophia và cùng cô đi nghỉ dưỡng tại một nơi yên bình không còn cảnh giết chóc nữa. Bộ phim đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.